بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد thì còn vài phút nữa đến giờ xa chay thì có một số cái điều nhỏ muốn nhắc chung để cầu xin Allah Taala ban cái lợi ích cho chúng ta đối với ai làm theo. Thì trong tháng Ramadan, ngoài cái việc chúng ta nhận chay là việc làm được Allah Subhanahu wa Taala yêu thích nhất thì chúng ta đã biết. Và bên cạnh đó, cái việc làm mà không kém phần giúp chúng ta thoát được cái tội mà Allah Taala hứa rằng sẽ xóa tội chúng ta nếu chúng ta làm theo nó. Và Allah Subhanahu wa Taala khuyến khích rất là nhiều trong thiên kinh Quran. Hãy làm nó. Rất là nhiều trong ma dịch Quran, Allah Taala khuyến khích là hãy làm theo nó. Hãy làm gì đi thì các ngươi sẽ được Allah Taala thương yêu rất là nhiều và được Allah Taala xóa tội cho các ngươi. Và rất ít người làm được những điều đó. Đó là hành lễ trong đêm. Hành lễ trong đêm. Thì hành lễ trong đêm được tính sau khi Salat Isha cho đến trước giờ của Phát Trật. Thì đó là lễ Salat trong đêm. Thì trong tháng Ramadan này nè, là tháng chúng ta có cơ hội hành lễ Salat trong đêm. Đó là kỳ giam Salat Taraweh. Vậy chứ Salat Taraweh, chúng ta hành lễ chúng ta được cái gì? Chúng ta đứng hành lễ được cái gì? Đứng hành lễ Salat rất là mỏi chân. Rất là mỏi chân chứ không phải không mỏi. Và đứng hành lễ Salat rất là buồn ngủ. Và đứng hành lễ Salat bị mũi cắn. Ngoài ra còn những cái chuyện khác. Vậy cho chúng ta được cái gì khi chúng ta đứng hành lễ Salat? Bây giờ chúng ta sẽ được cái gì khi chúng ta đứng hành lễ Salat? Bây giờ đó là câu hỏi. Thì đó là bây giờ có câu trả lời. Câu trả lời, chúng ta hành lễ Salat Taraweh chúng ta được cái gì? Thì được ghi trong Sahih Bukhari Muslim từ Abi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói hadith mà chúng ta nghe rất là nhiều. Bây giờ chỉ lặp lại và trả lời cho câu hỏi chúng ta được cái gì khi đứng hành lễ Salat Taraweh. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai đứng hành lễ Salat trong Ramadan thì đây là không phải là Salat wajib mà là Salat sunnah. Salat sunnah trong đêm. Tức là Salat Taraweh, Salat qiyam tahajjud. Được cái gì? Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Ai đứng hành lễ trong tháng Ramadan, tức là Salat Taraweh hay là Salat tahajjud, bằng niềm tin Allah thì khuyến khích làm đó và hy vọng rằng Allah sẽ ban thưởng cho nó được cái gì?" Bây giờ chúng ta nghe kết quả. Allah Subhanahu wa Ta'ala xóa tội cho cái người đó đó tất cả những gì đã phạm. Tất cả trong tháng Ramadan này chúng ta được 3 cơ hội xóa tội. Trong tháng Ramadan chúng ta được 3 cơ hội xóa tội, mà người nào lấy được 3 cơ hội này thì inshallah sẽ được xóa tội. Còn người nào chỉ lấy 1 hoặc lấy 2 hoặc không lấy thì người đó cơ hội xóa tội rất là ít. Rất là ít. Thứ nhất, chúng ta nhịn chay được xóa tội sạch sẽ. Thứ hai, chúng ta hành lễ Salat trong kỳ giam Taraweh hay là Tahajjud được xóa tội sạch sẽ. Và thứ ba, đứng hành lễ Salat vào Laylatul Qadr. Ngoài được ăn phước hơn 83 năm, chúng ta được xóa sạch sẽ tội lỗi của chúng ta. 3 cơ hội. Mà tại sao chúng ta không lấy 3 cơ hội đó? Chưa hết. Cái hadith thứ hai, Nabi sallallahu alaihi wasallam nói cái hadith thứ hai, chúng ta nên. Nabi sallallahu alaihi wasallam nói hadith: "Man salla ma al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail kullah." Ai đứng hành lễ cùng với imam á cho đến khi nào imam ngừng hành lễ Salat. Tức là hành lễ Salat cho đến kỳ cuối, cái rắc cuối cùng imam nói assalamu alaikum wa rahmatullah, của rắc cuối cùng, người đó được cái gì? Nabi sallallahu alaihi wasallam nói người đó sẽ được Allah Subhanahu wa Ta'ala viết vào cái quyển sổ làm việc làm tốt á, đã đứng hành lễ trọn một đêm. Trọn một đêm, trong khi chúng ta chỉ đứng có 1.5 tiếng đồng hồ thôi, không tới 1.5 tiếng nữa đứng, thời gian rất là ngắn. Sau khi imam bước ra khỏi, chúng ta đứng theo imam, chúng ta được hành lễ Salat trọn một đêm trong khi chúng ta ngủ trên giường của chúng ta, trong khi chúng ta nằm dưới cái nệm của chúng ta, nằm dưới cái mền của chúng ta, Allah cho chúng ta đứng hành lễ trọn một đêm. Mà tại sao chúng ta không lấy? Dành riêng tháng Ramadan mà thôi, ngoài Ramadan không có cơ hội đó đâu, mà tại sao chúng ta không lấy? Thì những người nào hành lễ chỉ 2 rất ít,
ra về, 4 rách ra về, 6 rách ra về, hay là 8 rách ra về, đó là những người đã mất đi cái ân phước. Họ chỉ được có 8 hay là 2 hay là 4 hay là 6 rách đó thôi. Còn ngoài ra họ không được gì hết. Thêm chút xíu nữa, chờ thêm chút xíu nữa, cho đến khi imam xong salat, chúng ta về nhà nằm ngủ, chúng ta về nhà không làm gì hết. Nhưng Allah ghi vật quyển sổ tốt đẹp chúng ta ở đây đã đứng hành lễ trọn một đêm. Chúng ta đếm từ đây, từ đó cho tới sáng bao nhiêu tiếng đồng hồ. Bao nhiêu tiếng đồng hồ chúng ta đếm, nhưng chúng ta đứng hành lễ trọn một đêm. Có ăn phước nào được như thế? Mà chỉ Ramadan thôi, ngoài Ramadan không có như thế. Allah subhanahu wa ta'ala khen ngợi những người hành lễ salat trong đêm. Trong Quran, đây là câu kinh điển hình, ngoài ra rất nhiều câu kinh khác. Allah subhanahu wa ta'ala phán: Amman huwa qanitun ana al-layl. Đối với những người thức đêm. Thức đêm để làm gì? Thức đêm không phải thức đêm để coi bóng đá, không phải thức đêm để nói chuyện tán gẫu với những người khác, không phải thức đêm để chat internet, cũng không phải thức đêm nói chuyện tán gẫu uống cà phê, không phải thức đêm làm những chuyện gì như thế. Sa chi đinh, cúi đầu quỳ lại Allah subhanahu wa ta'ala, co ima, đứng đọc Quran hay lễ salat. Họ tại sao họ làm vậy? Yahzarul akhirah, họ sợ hãi về ngày tận thế kìa, cái ngày mà họ phải trở về gặp Allah subhanahu wa ta'ala kìa. Và yarju rahmata rabbih, ngoài cái sợ hãi rồi hy vọng rằng là gì, Allah ta'ala thương xót họ, ban rahmat cho họ về việc hành lễ salat họ trong đêm. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Các người hãy tưởng tượng xem, các người hãy so sánh xem, cái người nó biết được cái chuyện ân phúc của Ramadan nhận lễ và người không biết, nó ngang nhau sao? Không bao giờ ngang nhau, mà chỉ có những người nào có trí óc suy nghĩ nó mới biết được cái sự khác biệt. Thì đó, chúng ta nên hành lễ salat tarawih, đừng bao giờ bỏ đi giữa chừng, mà hãy thành cho đến khi nào imam dừng, chúng ta được một ân phước rất là lớn mà chỉ có Ramadan mới có, ngoài Ramadan không có. Chỉ còn hai mươi mấy đêm nữa thôi mà chúng ta gì sẽ được đó. Thì đó là lời khuyên và lời nhắc chúng ta nên đừng bỏ imam sau khi gì bước vào hành lễ cùng với imam, và hãy bỏ hết mọi việc nên đến masjid để mà hành lễ salat tarawih, chúng ta được ân phước rất là lớn. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad.